Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục gương điển hình tiên tiến của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong ba phong trào lớn của tổ chức hội nông dân, đồng thời là nội dung thi đua quan trọng xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức hội. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn hai tấm gương nông dân tiêu biểu như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình nông dân, chị Nguyễn Thị Hà, thôn Nam Mạ 1, xã Bản Lầu của huyện Mường Khương đã quyết định khởi nghiệp bằng chính nghề nông. Đơn giản chỉ là chăn nuôi con trâu, con lợn, sản xuất những cây trồng quen thuộc ngay tại địa phương mình. Chị Hà đã vươn lên làm giàu bằng sự quyết tâm, nhanh nhạy, trở thành một tấm gương sáng nơi mảnh đất biên giới Bản Lầu. Những ngày này, trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Na Mạ 1, xã Bản Lầu, tấp nập người làm công. Năm nay, chị Hà dự định đầu tư chuồng trại để nuôi thêm lợn rừng, mở rộng quy mô chăn nuôi hiện có. Và nếu dự định thành công, nhiều người dân trên địa bàn sẽ có thêm cơ hội việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập. Gia đình ông Giàng Xeo Xì đến từ xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, hiện đang đảm nhận việc chăm sóc đàn trâu tại trang trại của gia đình chị Hà. Riêng phụ trách công việc chăn trâu cắt cỏ, một năm hai nhân công của gia đình ông được chị Nguyễn Thị Hà trả số tiền là 100 triệu đồng. Đây có thể chưa phải là một mức thu nhập quá cao, nhưng với những người nông dân như ông Sì thì đó là một nguồn thu ổn định để trang trải gia đình. Công về cái này thì cũng là 100 triệu đến một năm, nhiều hơn để chung nhà một tí, chắc là về chung nhà làm thì chắc là cũng cực bằng đời cái này một tí. Lại đây để giữ việc làm việc cắt cỏ cho trâu ăn linh tinh thôi cái đấy thôi. Hiện có 12 lao động đang làm công lâu dài tại trang trại này. Mạnh dạn bỏ hàng trăm triệu đồng để thuê nhân công mỗi năm. Điều này chứng tỏ mô hình trang trại tổng hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Hà mang lại nguồn thu nhập tương đối cao và ổn định. Vậy nhưng, trái ngọt ngày hôm nay không phải dễ dàng có được, bởi hai vợ chồng anh chị bắt tay khởi nghiệp với vô vàn khó khăn. Số vốn nhỏ có được sau khi ra ở riêng, cùng với khoản vay ưu đãi từ ngân hàng được gia đình gom góp để mua vài con trâu, cùng mảnh nương nhỏ trồng cây, rồi đào ao thả cá. Trải qua nhiều thất bại, lấy ngắn nuôi dài, đến nay anh chị đã sở hữu trang trại rộng 3 hecta với đàn trâu gần 70 con, vài chục con dê, ngựa, hàng nghìn gốc cây ăn quả và hàng chục hecta trồng cỏ. Đất đầu tiên thì là mình mua hoàn toàn. Với hồi đấy mình mua là có 120 triệu 3 ha. Sau khi đó mình cải tạo rồi bắt đầu mình xây chuồng trại mình chăn nuôi. Đầu tiên thì mình chỉ nuôi vốn ít nên mình nuôi 5 đến 10 con trâu với bò. Sau khi đó mình cứ nhân dần lên rồi bây giờ hiện tại gia đình mình là có 68 con trâu. Làm giàu cho gia đình là mục đích đầu tiên, nhưng chị Nguyễn Thị Hà cũng luôn mong muốn được sẻ chia với những người nông dân còn khó khăn trên địa bàn. Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho bà con, chị còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng thôn, cùng hội phụ nữ. Thiết thực hơn, xuất phát từ thực tế gia đình, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chị Hà sẵn sàng hỗ trợ bà con nhân dân mua phân bón trả chậm, với số tiền nợ có khi lên tới cả tỷ đồng. Nhờ vậy, nhiều hộ dân khó khăn trên địa bàn đã có thêm điều kiện để phát triển từ cây chuối, cây dứa, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ví dụ như là năm 2018 ý, thì là mình đầu tư phân cho bà con là hơn 2.000 tấn. Nhưng mà do đến năm 2019 thì do ảnh hưởng của dịch Covid, bà con không bán được dứa. Nhiều hộ bán được, nhiều hộ không bán được thì là mình cũng bị ảnh hưởng. Ví dụ như là bà con không bán được dứa chín thối trên đồi nên bà con không có tiền để trả tiền phân cho mình. Và hiện tại đến bây giờ vẫn còn... Bà con vẫn còn nợ mình trên 2 tỷ tiền nợ từ dư nợ của năm 2018. Mình vẫn tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho bà con vụ tới tiếp theo. Cái gương điển hình như chị Hà thì cũng là
là một cái động lực để cho chị em hội viên ở các chi hội học tập. Chị là một trong những cái gương tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cái việc phát triển kinh tế gia đình, xóa đó giảm nghèo. Trước mắt là cái hộ gia đình của chị trước, xong đến chị là tích cực giúp đỡ các gia đình hội viên trên địa bàn xã. Mấy chị em ở trong khu vực Na Lốc thì cũng đến thăm mô hình nuôi trâu, thì đến hiện tại thì cũng có thêm một chi hội, một hội viên, hai hội viên ở trong Na Nhung cũng mở cái quy mô nuôi trâu nhốt, và ở trong Quốc Phương có một gia đình hội viên. Gia đình đã có nguồn thu ổn định, có của ăn của để, nhưng chị Nguyễn Thị Hà vẫn luôn quyết tâm phải mở rộng mô hình, làm ăn ngày càng hiệu quả hơn nữa. Thành công cũng như quyết tâm của chị đã và đang gieo thêm những hy vọng về cuộc sống mới, tương lai mới đầy ấm no hạnh phúc ở vùng đất biên cương Bản Lầu. Thưa quý vị và các bạn, Bản Mo 2 là địa bàn khó khăn nhất của xã Xuân Hòa, cũng là một trong những thôn nghèo nhất của huyện Bảo Yên. Những năm gần đây, cuộc sống của bà con đã có những khởi sắc khi điện lưới và nước sạch đã về tới bản. Và đáng chú ý hơn nữa là nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây từng bước được nâng cao, chủ động nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế gia đình. Tấm gương anh Hầu Mìn Diêu, một người nông dân trẻ tuổi tiên phong xây dựng mô hình kinh tế trồng chuối mô trên quy mô hàng hóa mà chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn sau đây là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi đó. Từ nhỏ, anh Hầu Mìn Diêu đã theo bố mẹ và mọi người trong thôn đi làm thuê khắp nẻo. Bản thân anh cũng có tới 9 năm làm thuê ở bên Trung Quốc. Từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, không thể tiếp tục công việc cũ, anh Diêu đã bắt đầu nung nấu ý định làm kinh tế ngay trên mảnh đất của quê hương. Nghĩ là làm, anh thuê đất ở bản Mo 3, bắt tay xây dựng mô hình trồng chuối mô. Vì ngày xưa em đi làm thuê ở bên đấy, thì em cũng học được một số dân trồng chuối ở bên đấy, thì em đang bảo về nhà tự đất mình hợp để trồng cái chuối này, thì em bây giờ em bắt đầu về, em quyết tâm về đây trồng chuối xem kiểu đất của mình đây nó hợp, khí hậu nó tốt, xong lại mình trồng chuối nó sẽ được, nó sẽ tốt. Thuê đất của người dân với giá 6.000 đồng cho một gốc chuối, lại thuê thêm 4 hộ gia đình chăm sóc. Tới thời điểm hiện tại, anh Hầu Mìn Diêu đã đầu tư vào mô hình này số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng. Đây là số vốn gom góp nhiều năm của anh, cộng với số tiền vay mượn của người thân, ngân hàng. Trước kia thì thật sự đã đi làm thuê này, thật sự là cũng không lo lắng gì. Mà bây giờ thì em quyết định em vào nhà đầu tư, ở trong làng, trong bản thôn mình đầu tư về cái chuối này thì cũng ngày nào cũng phải lên. Bảo là nếu mà thành công, xem nếu mà chuối nó lên được ấy thì trong vòng năm nay, trong vòng tháng 7 này thì em cũng lại mở rộng thêm. Hiện tại, hơn 2 vạn chuối mô của gia đình anh Diêu sau 3 tháng trồng đã bắt đầu bén rễ, lên xanh. Sẽ phải mất hàng năm nữa mới có thể đánh giá được kết quả của mô hình này. Nhưng sự mạnh dạn quyết tâm của chàng thanh niên người Phù Lá này rất đáng ghi nhận. Sau khi mà tiếp cận được cái khâu kỹ thuật thì hai hộ gia đình đã rất là mạnh dạn. Và cá nhân tôi đánh giá gia đình mà rất tiêu biểu đối với sự phát triển kinh tế của gia đình cũng như là địa phương. Hiện tại bây giờ thì các hộ gia đình cũng đang hy vọng là sẽ hiệu quả, và chúng tôi sẽ vào cuộc sát sao, gắn đi sát với lại người dân để làm sao mà giờ đến cuối năm có hiệu quả. Và khi mà cái dự án này hay là cái mô hình này hiệu quả rồi thì chúng tôi tiếp tục nhân rộng ra để cho bà con hàng xóm cũng như là người dân xung quanh để tiếp tục mở rộng dự án. Hiện gia đình anh Hầu Mìn Diêu đã làm được nhà xây khang trang, kinh tế tương đối vững vàng. Đầu tư vào hướng phát triển kinh tế mới, chàng trai trẻ này kỳ vọng sẽ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, cũng như vận động được thêm nhiều hộ dân nơi đây cùng làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng thôn bản của mình ngày càng đổi thay, khởi sắc. Chuyên mục gương điển hình tiên tiến kỳ này tới đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.